Xin kính chào quý bà con nông dân. Công ty Việt Nam Nông nghiệp Sạch xin hỗ trợ đến quý bà con sản phẩm thuốc trừ bệnh Monsoren 250SC đặc trị các bệnh do nấm gây ra trên cây trồng. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần chính của sản phẩm. Hạt chất Benzicuron 250g trên 1 lít, các chất phụ gia là 750g trên 1 lít. Với hạt chất Benzicuron, sản phẩm đặc trị bệnh lở cổ rễ, đốm vằn trên cây bông vải, rau màu và lúa do Rhizoctoja solani gây ra. An toàn cho cây, giúp bộ rễ cây con khỏe và đâm sâu hơn, giúp lúa mau phục hồi và bộ lá xanh hơn, và còn đặc trị các cái bệnh khác do nấm gây ra trên cây trồng, trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Và để biết thêm chi tiết về liều lượng và cách sử dụng đối với từng loại cây trồng, quý bà con nông dân gọi về hotline 0919 817 033 để được đội ngũ kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí. Và để mua hàng, quý bà con nông dân có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video này. Cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.